Còn bây giờ, xin mời quý khán giả sẽ đến với những tin tức showbiz nổi bật nhất trong ngày. Phát hiện hành động lạ của Tiêu Chiến dành cho Dương Tự, thái độ khác hẳn với tình tin đồn Lý Thấm. Mới đây, một số netizen xứ Trung đã soi ra được hành động khác lạ trên tình bạn với tình yêu của Tiêu Chiến dành cho Dương Tự. Nhắc đến những đỉnh lưu hàng đầu hiện nay, thật khó có thể bỏ sót cái tên Tiêu Chiến, dù chỉ là một phát ngôn bình thường hay một hành động nhỏ của nam diễn viên cũng không qua nổi đôi mắt, tình như cú vọ của cộng đồng mạng. Thời gian gần đây, Dương Tự và Tiêu Chiến là hai nhân vật được bàn ra tán vào rất sôi nổi khi tham gia trong một dự án. Nhân tình đã bắt đầu nhịp xăm soi những màn tương tác giữa hai người trên màn hình và hậu trường. Và có vẻ như họ đã thu thập được kha khá lượng hình, thuyết phục để có thêm động lực đẩy thuyền. Theo đó, một số netizen kể rằng đã nhìn thấy Tiêu Chiến và Dương Tự trên phim trường. Cả hai nắm tay nhau trên cầu và dành cho nhau đối phương ánh mắt vô cùng trìu mến. Không chỉ vậy, nam diễn viên 9X còn đưa tay lên xoa đầu nàng Tiểu Hoa. Động tác thuần thục và thân mật, có cảm giác rất giống đôi tình nhân ngoài đời thực. Còn nhớ khi Dương Tự và Tiêu Chiến tham gia đêm hội Weibo 2021, vị nam Trần Thiên Lệnh đã săn sóc người tình màn ảnh từng ly từng tí một, nhiệt tình nâng váy cho cô nàng khi cả hai cùng đi lên sân khấu nhận giải. Kể từ đó, tin đồn tình cảm giữa hai người đã xuất hiện. Bản thân Tiêu Chiến từng hợp tác với rất nhiều diễn viên nổi tiếng, nhưng hầu hết họ đều không tạo ra được cảm giác khớp bồ như vậy. Khoảng thời gian trước, xuất hiện đồn đoán Tiêu Chiến đang hẹn hò với Lý Thấm. Ngay lập tức đoàn đội của anh chàng đã lên tiếng phủ nhận, cho biết họ chỉ là bạn bè đơn thuần. Lý Thấm và Tiêu Chiến hợp tác với nhau trong khá nhiều dự án như Đầu Phá Thương Khung, Cánh Dư Niên, Lang Điện Hạ và mới đây nhất là Vùng Biển Trong Mơ Ấy. Tuy nhiên, anh chàng lại rất ít giao tiếp, tương tác với bạn diễn trên phim trường. Nếu có thể né tránh, tuyệt đối sẽ không gần nhau. Dù vậy thì đó cũng chỉ là suy đoán riêng tư của cư dân mạng, chưa thể khẳng định được điều gì khi mà người trong cuộc vẫn chưa lên tiếng xác nhận. Thay vì ngồi xăm soi tiểu tiết, thiết nghĩ chúng ta vẫn nên quan tâm nhiều hơn đến tác phẩm và kỹ năng diễn xuất của họ. Bản tin của chúng tôi đến đây là kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những tin tiếp theo.